Ê, chúng ta đã có homage caramel của Baromancer. Sẽ xin tất cả bọn copy ở đây rồi. Không đánh ai vậy? Đánh mình à? Ai đang ở combat đấy? Ờ, ông Housin. Gấu trèo được cầu thang không? Không trèo được. Ơ kìa, lại gặp bọn... Ôi, Housin ơi. Đấy. Ghêu chết hẳn luôn à? Bố, tập trước chúng ta đã theo chân anh hùng nhân dân Will thâm nhập vào hang ổ Goblin, cứu được ông Druid Housin. Sau một vài giạt na, cố gắng nói chuyện với ba tên chỉ huy của bọn Goblin nhưng mà không thành. Nên tập này chúng ta bắt đầu bật đồ sát, nhân danh chính nghĩa, làm một buổi chơi tắt não nhập vai, bật não chiến thuật. Cảm ơn các hội viên YouTube và các Patreon đã ủng hộ thiện trong quá trình xây dựng một cộng đồng chơi game nhập vai Việt Nam phát triển và lành mạnh. Bạn có thể tham gia Discord chơi game nhập vai của bọn mình, link ở bên dưới. Chúng ta nên về trại đi ngủ trước khi đi giết bọn Goblin này. Sao đây? The air is heavy. Moisture drips down your forehead. Pain shoots through your fingers. Lau. Your hands shake as they reach upward. Lau mồ hôi. Your forehead remains drenched no matter how much you wipe. Làm gì vậy? Chukil gig vlaketh mazathok. Can you feel it crawling through you? Tendrils squirming in your chest, gripping your heart, piercing your belly. Your bones popping, your flesh swelling. I can. I see it in you. I feel it in me. We are lost. I will be quick with my blade. First you, then the others. Then, myself. Your minds intertwine. You sense a touch of uncertainty, a touch of disgust. Chúng ta chỉ mệt thôi mà. Bình tĩnh nào. Chúng ta còn chưa biết là chúng ta có biến không. Great success. Bah! I cannot trust my own mind. So it seems I must trust yours. I will wait. But know this. I am watching. If the sickness does not pass come dawn, I will end us all. Bình tĩnh thôi. Chúng ta sẽ xem. Gì đây? I came just in time. You are transforming. Oh, đây là cái ông Guardian mà mình tạo. Bố. Tôi đã từng nghe giọng của ông rồi. Yes, you have. I saved you before. I'm here to save you again. Don't worry. You will not become a mind flayer. Huh. Not while I'm around. I'll protect you. Cảm ơn ông. Chúng ta đang ở đâu đây? We haven't much time. So listen closely. There is great potential within you. It comes from that parasite. Your instinct is to resist the power it gives, but you must accept it. Nurture it. I will keep it from consuming you. But for the sake of both of us, you must learn to wield it. Tôi không muốn dùng cái con parasite cùng cái con nòng nọc đấy. Nếu nó ảnh hưởng đến tôi thêm thì sao? Gì đấy? A
fight for the fate of Faerun. A fight we are losing. For now. You can change that. But only if you embrace your potential. I have to go. Đây là những ai? The enemy is closing in. I will be back. Raise your potential. Tôi đã được đến bởi một người bí ẩn trong giấc mơ. Người bảo là cái năng lượng của Illithid của con ong nào rất đặc biệt, có tiềm năng để sử dụng. Ok, bây giờ mình để đi đánh nhau thì mình cần những ai? Chúng ta sẽ cần Gale. Gale là người dùng phép để chặn đường. Lấy Gale ở nhà đi. Glick. I had a dream. As we all did, I suspect. Cô cũng mơ hả? Someone came to me and promised to protect me while claiming that the parasite could empower me. The parasite has taken root, it would seem. Every word, every promise, it is gay deception. Đúng, có thể đấy là cái con parasite, con nòng nọc trong đầu chúng ta, làm chúng ta mơ như vậy để chúng ta chấp nhận nó. Chúng ta nên chống lại cái giấc mơ đó. These parasites are a threat to be destroyed, not an opportunity to be exploited. Tạm thời đợi ở tôi ở đây đi. Chúng ta cần Gale. Mình có đồ ma thuật cho ông ấy không? Tại vì bây giờ Gale có vẻ khá yếu. My apologies. Not quite myself just yet. I had the strangest dream last night. Gale cũng mơ. A visitor came to me. A vision of unparalleled beauty and power. She told me she was watching over me, protecting me. And that our tadpoles could prove beneficial if we embrace what powers they have to offer. See ya. An uncanny apparition. Not entirely sure. Người trong giấc mơ của Gale là một người phụ nữ. Vậy thì có vẻ là những người mà chúng ta mơ về là khác nhau. Nếu mà cùng một giấc mơ, nghĩa là cùng một nguồn đúng không? Nhưng mà cái người này lại xuất hiện khác với cái hình hài khác. Tại vì rõ ràng trong giấc mơ của mình là một người đàn ông. Gale bảo là một người đàn bà đến. Thì có thể là nó không phải là cái hình hài thật của cái người này. Có thể là cái hình hài này nó sẽ khác cho mỗi người và tùy vào cái thứ mà họ nghĩ đến. Tôi cũng có cùng một giấc mơ. Very curious. In all my readings on the effects of illithid parasites, I've never come across any accounts of correlating dreams between infected parties. Another unique quality of our predicament, perhaps. Are you inclined to take these visitors at their word? Cái này tôi phải đồng ý với Lazel. Tôi nghĩ đây là các con nòng nọc cố tình lừa chúng ta. Nó có cái mục đích của nó. Nothing wrong with maintaining a healthy suspicion in such matters. Still, it might be wiser to keep an open mind on the matter. Our visitors' promises of aid might yet bear valuable fruit. Không, một cái người đến và bảo chúng ta là có thể giúp mình, chưa chắc là tốt. Nhớ cái tay Raphael không? And deny you the honor of my hospitality. Hắn muốn làm một dao kèo để hắn có thể giúp chúng ta. Cái người visitor này cũng có thể là một người có những cái mục đích riêng của họ. Họ không giúp ta miễn phí đâu. Hoặc là họ muốn lợi dụng chúng ta một cách nào đấy. Hoặc là nó chính là cái con nòng nọc không đầu. Tôi muốn anh tham gia tôi và trước đấy thì tôi nghĩ là tôi có thể cho anh một cái đồ ma thuật để anh cảm thấy tốt hơn. Thôi cho tạm cái pendant. Thank you. Anh lại hút sức mạnh ở đó. Thế là tôi mất guidance rồi. It is a strange experience. Each time anew, like a lost soul is spelunking through the darkness that is me, only to be sacrificed on the dread altar of the heart. But this doesn't feel quite right. I mean, it never feels right, but it relieves. This doesn't relieve. Không, ăn chưa đủ no sao? Ơi, có gì tôi có thể giúp không? You do plenty for me, more than you realize. But this cannot be remedied.
the magic isn't having the effect it should have. It's not like the last time, like a rainstorm that quells a forest fire. It merely drizzles. The embers still sizzle, the fire remains undefeated. Anh vẫn thơ được. I understand what's going on, but nothing good. Please, I need to think. I need to retrace my steps to a glade of calm and think. Okay. Thank you for the artifact. A great deal of trouble it was too. A great deal of trouble indeed. Mình sẽ để Shadowheart ở nhà. Did you have any strange dreams of late? Vivid ones. Vậy là cô cũng có. Damn. I was hoping my imagination had gotten the better of me. But this must be something more. This dream companion wanted me to use the tadpole, use its power. Whoever it was claimed to be an ally, but I don't know. It seems like we can't escape this mess in the waking world or otherwise. Có chuyện gì đấy khá lạ xảy ra. Cái artifact mà cô cầm có vẻ nó cứ bay đến tôi. I know. I don't understand how exactly, but I felt it go to you. It's important. Keep it close. Cái artifact đấy là cái bảo vệ mình. Và người Guardian trong mơ cũng bảo là họ bảo vệ mình. Không, chưa chắc nó đã liên quan. Vẫn có thể là cái con nòng nọc nó đang giả vờ. Cô không muốn nó lại hả? Cô không muốn cái artifact đấy hả? I do, but the artifact has a will of its own and powers to enforce it. It likely won't let me take it back. The best I can do is to stay close. Scratch. Bide my time. Eventually I'll need to take it. Then I'll have to see what can be done about that. Cô có thể cho tôi biết cô lấy cái artifact đấy ở đâu không? I suppose if we're going to keep helping each other, I might as well tell you. I was part of a group sent to retrieve it. Bring it to Baldur's Gate for our goddess. I worship Sha, the mistress of the night. Oh. It's my mission to deliver the artifact to her secret cloister in Baldur's Gate. It hurts. I like a bit. Now that you have the truth, please don't make a big fuss about it. Shadowheart cuối cùng đã chia sẻ việc mình worship Shar cho Will. Cái thông tin mà trước đây mình biết là mình nhìn ở trong cái menu level up, Shadowheart chưa bao giờ chia sẻ cái này. Will là một người ngay thẳng, là một anh hùng nhân dân. Và Shar là một bà thần của bóng đêm. Cô có thể nói với tôi, cô định giữ cái bí mật này bao giờ hả? Sẽ không quá cực đoan là như cái câu dưới, mà sẽ vẫn sẽ có một chút gì đấy bực mình. Forever, ideally. And you assume too much about what I can and cannot tell. Secrecy is everything for Shah's children. It is our code, our creed, our shield. I even keep secrets from myself. I had my memories suppressed so that nothing I know could be used against the Dark Lady. Once I prove myself, my memories will be restored. I'm not sorry I kept this from you. Not one bit. Though, perhaps that might change. If you can show an open mind. Cô giữ cả bí mật với bản thân, xóa trí nhớ để người khác cũng không biết được. Tôi không biết tôi cảm thấy về thế nào về việc này. Cô theo một cái goddess của bóng tối như vậy. Who says you have to feel anything? Gather your thoughts. Then, perhaps we can talk some more. Cô đã cảm thấy cái việc đau ở tay trước chưa? The wound on my hand. It never quite heals. And sometimes it causes terrible pain to rip through me. It's my burden, though, from Lady Shah. I can feel her influence somehow. Tại sao Shah lại làm như thế với cô? I cannot say. Not with what I can recall. But even then, it would not be for me to question her will. Lady Shah has her reasons. Cô có chắc là cô thờ phụng đúng loại thần không vậy? Một cái vị thần bắt cô quên đi, không thể phản bội vị thần đấy. Một vị thần cho cô một cái đau ở tay. Cô còn không biết cái lý do của cái việc tại sao mình lại bị đau như vậy. Lúc nào thì nó làm cô đau? Sometimes I wonder if it's supposed to be guiding me, punishing me, testing me. But perhaps it's none of those. Perhaps it's completely random. I'd like to hope there's more to it than that.
some meaning that Lady Shah will reveal to me when the time is right. Until then, all I can do is endure. Có gì tôi có thể giúp về cái việc đấy không? I don't think so, but you're sweet to ask. Maybe just be patient the next time you see me wince or cry out. It'll pass quickly enough. It always does. Pain is sacred to followers of Lady Shah. Pain will give way to loss and then to the peace of her eternal darkness. You can tolerate a great deal of suffering so long as it has meaning. Nếu mà nó có ý nghĩa, tôi đồng ý. Nhưng có vẻ là cô không còn không biết cái ý nghĩa của việc tại sao lại bị đau như thế. Tôi không nhất thiết phải đi insult cô về việc giấu bí mật. Tôi hiểu là cô có lý do. Ở nhà tạm đi. I had a wild dream last night. This beautiful entity came to me, promised to protect me. Told me the parasite in our heads could give us power. Tôi cũng có một cái giấc mơ như sounds vậy. Like it. What did you make of it? Tôi nghĩ đây là một cái trò gì đấy. Damn right. Things like a splinter. We just need to find a way to squeeze it out. Trò chiêu trò của con nòng độc trong đầu. Tôi xin nghĩ cái giáp. Cô có thể mặc cái giáp đáp mà tôi mới mua. Đi nào. Đi. Hào xin. Very well. Vậy chúng ta đánh nhau luôn rồi. Cần bước ra khỏi đây. Chúng ta có một trận chiến rất dài phía trước. Nên là cần giữ sức lực. Có cái trống nào ở gần đây không? Không để bọn nó đánh trống. Không được để bọn nó đánh trống. Tên này đi đầu. Tên này khá xa trống. Tên này đi thứ hai. Tên này có thể đánh trống. Tên này đi thứ ba. Phải giết hai tên này. Astarion sẽ lập tức giết tên này. Ôi không. Will không có hành động à? Astarion cũng sẽ bước lên đây. Cản đường. Đổi ra vũ khí cầm tay. Florist, ok. Ôi không. Nó đủ chạy được à? Rất nhiều goblin sẽ đến đây. Chúng ta nên chạy về hướng này, thuận tiện hơn rất nhiều. Nếu mà bọn nó đến từ cùng một hướng. Cao. Ôi không. Bà này có trò gì đây? Chạy nhanh hơn. Aura Protection. Bà này là Paladin. Bà này sẽ là vấn đề lớn. Chúng ta cần giết nhanh mấy bọn lâu la. Astarion thì dồn đam thôi. Đi đi. Đâm tên này. Will, mày chém ở vị trí này cũng không hẳn là quá tốt. Nhưng tình huống này thì cần phải làm vậy thôi. Ta cần cái web. Không cho bọn nó di chuyển. Tránh ông Druiter. Người kia cũng chạy. Bật web. Bà này rất mạnh đấy. Tại sao nó bắn được? Ồ, có cái lỗ hở trên tường à? Bọn này thì chắc ông Druid lo được. Bây giờ mình phải lo bật Drow. Bà ấy ở ngay trước mặt đây rồi. Bật phép lên. Bật phép cho Will đi. Tăng giáp. Lacerate. Chém bà này. Đây là lúc để action search. Phát nữa. What? 2 phát 60%. Cào phát rồi cũng ra đây với bà này. Ông này có những phép gì? Ra mình muốn thử xem là ông ấy có phép gì. Cứ để ông ấy biến lại thành druid thường đi. Có khi druid thường lại còn nhiều phép này hơn. Kiểm soát hơn. Tập trung focus fire bà này nè. Will không làm được gì, Will bị home person. Will, đẩy bấy về sau xem. Không đẩy được. Đấy.
What the hell? Gale chết hẳn luôn à? Cold Lightning. Chúng ta sẽ dùng phép này để chắc chắn là bà này chết. Đánh thì có thể trượt, nhưng mà phép Magic Missile không thể trượt. 1 2 3 Hồi máu. Đập. Bắn này là chết. Well met. I am a magical projection of Gale of Waterdeep. If you see this manifestation, that means I have prematurely perished. However, for reasons that cannot be disclosed, it is of vital importance that my death be remedied at your earliest convenience. You may rest assured that I do not speak out of self-preservation alone. Many lives depend on my return to the living within the span of 2 days. I trust I've made myself clear. Wow. Ông này cơ. Hiện ra ảo ảnh. Cứu tôi đi, cứu tôi đi. Tại sao nhiều mạng sống lại phụ thuộc vào việc anh chết hay không? So let's move on. I have upon my deceased person a magical item that can accomplish my return. But such is the value and rarity that it is protected by a multi-layered security protocol. Okay. I will now explain the protocol. Okay. Rồi. Step 1 is to retrieve from my person a pouch I wear over my heart. Okay. Next, you must unthread the purple seam that seals it in a counterclockwise fashion. Do not touch any other colored strand. Một cái dây màu tím đi vòng kim đồng hồ. Find a folded letter and a tiny flute. Unfold the letter and note the markings in the top and bottom corners. These are the notes you will need to play. Starting from the bottom right, play the notes in correct order, clockwise this time. Upon completion, a magma method will appear, which will pose the following question. Iskcha Chisnaga. This is Ignan for what is my name? The answer is Kasitrak Ash. Pronounce the name correctly, and the Mephit will breathe on the letter. Stay clear, because the little scamp can melt metal. Words will now appear on the letter's surface, effectively turning the letter into a scroll of true resurrection. Okay. Use it to bring me back to life. Okay. Cái này nghe lằng nhằng vậy. I think ingenious is the word you're looking for. Now, repeat my instructions back to me, please. Come again? Humor me. I need to be absolutely certain you understand. Đừng, không quan trọng đâu. Bây giờ tôi sẽ resurrect ông. Tôi có sớ hồi sinh mà. Have it your way. I can only hope your memory stretches further than your patience. Best of luck with the protocol. May my cold, dead hand soon be refilled with the warmth of life, so they can shake yours in gratitude. Okay, rồi rồi, chúng ta dùng sớ hồi sinh nào. Weave, save me. I cannot take much more. My word, you did it. Oh, it's good to be alive. My hands are still cold, so that handshake will have to wait, but in the meantime... Thank you. Bắt tay cái nào? Anh chào mừng đã trở lại. Oh, it's a relief to be back on beautiful Faerun. The dreariness of the fugue plane oppresses one's soul so very quickly. That said, I assume you have some questions for me. Only fair to warn you, I have precious few answers to spare. I apologize if that sounds thankless. It's just that some secrets simply cannot be revealed. Biết gì không? Bây giờ chúng ta đang ở giữa trại của bọn Goblin. Anh có thể nói cho tôi khi nào anh thấy sẵn sàng. That's very kind of you. If the roles were reversed, I don't know if I'd have your patience. You brought me back to life, and for that I am in your debt. I was surrounded by danger.
could happen again. Yên if tâm. It does, bring me back again. You must, for the sake of many. Anh nói có vẻ rất là nghiêm trọng. Không sao, anh yên tâm. Tôi sẽ vẫn luôn cứu anh, vì anh là một người bạn của tôi. Ít nhất là tôi nghĩ thế, không biết anh có nghĩ tôi là bạn của anh không. Cùng lắm thì tôi cũng sẽ cứu anh với tư cách là một anh hùng nhân dân, người làm việc vì chính nghĩa. Anh có vẻ là người tốt. Chúng ta chắc chắn là cần một cái rest. Gale có thể sẽ cần thêm. Yêu Gale cái. Một D 4 cộng 3 được 4 máu hả? Hy vọng trên người bạn này có đồ. Có một con Mind Flayer. This one is a true soul parasite. It can enhance you. Lại là cái dạng của cái Dream Visitor, người trong mơ. Open your mind to it. You already know how. Tôi không tin đâu. You are not ready. That's all right. But try to overcome this resistance sooner rather than later. It will make things much easier for you. Ta không quan tâm đến việc có dễ hay không. Ta không chấp thuận số phận đầu hàng cho cái con Tadpole này. Astarion cần nói gì? You know, if that parasite isn't to your taste, I'd be happy to consume it in your stead. I don't relish the thought, but if you're going to just leave it sitting in your pack, well, one of us should try it. Ông có chắc không? Tôi không biết là ông lại muốn mấy cái con slimy Tadpole đấy. Oh, I have my reservations, no question. First of all, it looks disgusting. Second, there's a non-zero chance that it'll turn me into a purple glistening monster. Đó. But if it doesn't, who knows what kind of power we could unlock? And power is always worth a little risk. Tôi không chắc về quyết định này của ông, nhưng nếu ông muốn như vậy thì nó ở trong túi của tôi. Excellent. I'll have a rummage around and help myself in my own good time. Thank you. Your generosity is appreciated. Hy vọng là chúng ta sẽ không có một con Mind Flayer trong camp vào một tối nào đấy đang nghỉ ngơi. Bọn chúng đã đánh trống rồi, nghĩa là cả cái khu vực này đều biết nên chiếm cái high ground. Vì đằng nào là chúng ta cũng giết tất cả, sẽ giết tất cả bọn Goblin ở đây rồi. Bọn chúng đánh ai vậy? Bọn chúng đánh ai vậy? Đánh mình à? Ai đang ở combat đấy? Ờ, ông Halcyon. Halcyon ơi là Halcyon, ok. Đường đi đi lên, một là cái cầu thang này, hai là cái cầu thang này. Có một cái cầu thang có vẻ là trèo lên trên nữa. Will sẽ đẩy con này xuống bay. Oh, surprise, nên là chắc mình đẩy được lần nữa. Con này cũng bay nốt nào. Miss. Chúng ta không nên đứng ở chỗ nào mà địch có thể dễ bắn quá. Đứng ở đâu mà không phải tất cả phòng bắn được, mà bọn nó phải vòng vào chỗ nào đấy để bắn thôi. Đứng đây là tạm ổn. Astarion muốn bắn. Trèo lên trên, dash đi. Vị trí này sẽ rất tốt để bắn. Hôm nay làm gì? Full lightning. Boom. Full lightning của ông này mình thấy là mạnh hơn wide shape rất nhiều, vì mình có thể đứng xa được. Sang bên này. Kêu làm gì? Để xem bọn nó chạy lên hướng nào. Ủa ai đấy? Bình tĩnh nhá. Gris. Laser chém nó cái. Homo. Ta nên action search, tại vì có thể giết được con này ngay và giết được một con luôn luôn đáng. Laser bước sang bên này. Dùng lại full lightning. Chỗ nào có hai đứa đứng gần nhau không? Không có chỗ nào được có hai đứa đứng gần nhau cả. Vậy thì mình sẽ tập trung đánh những đứa đứng tầm xa. Bắn những cái đứa mà có Armor of Arcathis. Armor of Arcathis là cái phép khi mà đánh tầm gần sẽ bị phản đam. Trốn. Bắn. Will có thể bắn bọn này bay xuống. Oh, có một đứa đứng gần. Thế thì Laser đi trước. Laser có thể đánh đứa này. Gale làm một cái, chưa cần web vội, chúng ta là Grease thôi. Làm cái Grease ở đây để bọn nó khó chạy đến. Will sẽ dùng bonus action để đánh đứa này. Đã chắc có thể đánh được. Chưa chết à? Chưa chết thì đánh nốt vậy.
Vui sẽ đứng dịch ra một chút. Bây giờ cũng đứng dịch ra một tẹo. Cái bà này không thể chạy đến kịp và dùng hành động để đánh. Bà sẽ phải dash. Wow, bà có chiêu kéo à? Vậy thì đến lúc chúng ta quá thú rồi. Multi attack. Bà tưởng gọi tôi đến đây là ngon à? Tạp bà bay màu. Lấy gieo ra chém cái. Heal bắn cái. Will đẩy lùi. Chạy đây. Hắn sắp chạy đến chỗ chết. Không dám lên à? Thế để tao xuống với mày. Tạp. Chưa chết thì để Astarion xử lý. Second flame. Ow. There's an illithid parasite in that corpse. You should take a look. Illithid parasite ở trong cái xác. Chắc là của bà Chuso gắt. Giấy gì đây? Tên Druid Housin bảo là ta đang có rot. Có cái gì đấy bên trong, có một cái curse. Chắc là nó đang nói đến cái con nòng nọc. Nhưng mà bà ấy không tin, bà ấy không biết. Ocean of Healing. Không biết mấy cái tên Gentarim còn bán hàng nữa không? Bọn chúng trốn đi hết rồi. Giờ vẫn còn việc để làm, vẫn còn Goblin để giết. Còn tên Roslin này nữa. Có vẻ đi vào là cũng ngăn hành tại vì bọn nó nghe tiếng trống từ nãy rồi. Wow wow wow, bọn nó nhìn được hả? Được, bước ngược lại, bước ngược lại, bước ngược lại. Gấu trèo được cầu thang không? Không trèo được à? Ơ kìa, lại gặp bọn... Ủa xôi, Housin ơi! Không còn gì để nói. Kêu cho một cái web vào đây. Ơ kìa. Tưởng là treo xuống thang. Chúng ta vẫn chưa xong. Gấu vào. Dụ bọn này ra nào. Làm việc ông giỏi nhất, thu hút sự chú ý. Goodbye, goodbye. Không hóa được nữa à? Bắn thấy ít máu, lùi lại một tẹo. Trốn. Bắn được đúng không? Yep. Will đẩy vào. Không phải đẩy mà bật máy chém lên. Cú bình vậy. Wow, Housin gần 5. Bước ra đây, đẩy hắn lùi về. Bay. Đáng ra nên cho lấy gieo đánh trước rồi mới cho bay. Sao bắn tên này. Hòa thú nào. Ông sắp nằm rồi. Trốn. Bắn tên này có thể giết được nó. Đẩy tên này lại thêm. Nó có Eldritch Blast. Okay, nó bắn được tầm xa. Thế hơi là vấn đề một chút. Thế thì mình nên lùi lại. Ray of Frost, Crit bay màu. Bắn cung. Vậy là tên leader cuối cùng bọn Goblin đã nằm. Chỉ còn một lũ lâu la thôi. Qua mày chém sao? Nằm. Trừ khi mình critical miss. Bước ra đây. Trốn. Bắn. Các bạn không tiến thì mình cứ rỉa thôi. Còn có hai bạn. Úi ở kia bật xịn ế. Đến đây nào. Melee thì đến đây. Thanh niên không tiến lại gần thì thôi. Cả bọn tiến lại gần nào. Vô tắt máy chém đi nào. Ông ấy ngã rồi. Snake. You did it.
You actually did it! The leader's dead! Praise Sylvanas. No, that's not right. Praise you, ông my nặng friend. Lắm đấy nhá. The group owes ông you cả a lưng. Debt beyond measure. Killing's never my first choice. But those three were too dangerous to leave alive. Tôi gánh ông cong cả lưng đấy nhá. Đáng trốn, ông cứ chạy ra, bị địch phát hiện, sau rồi bọn tôi phải đuổi theo giúp. Hết cả hai lần wild shape rồi đấy. May mà còn sống. Tôi cũng cần sự giúp đỡ của ông nữa. And you'll receive it soon enough. Return to the grove. I'll make my own way there. I can see to some matters there, and we can discuss what comes next amidst more bucolic surroundings than here. Ok, ông ấy biến rồi. Đồ xịn. Và Mind Flayer Tadpole. Dead Mind Flayer Scroll Speak with Dead. Vẫn còn nữa à? Trốn cái rồi bắn. Muộn nó. Ui à. Đây là toàn đồ bọn nó đi cướp bóc được đúng không? Chúng sẽ cho nó vào những mục đích tốt hơn. Cải thiện sức mạnh chúng ta, bảo vệ người dân tốt hơn. Ui dồi ôi. Chiii. Có cả Infernal Iron cho Kalak luôn. Mình dọn dẹp nốt chỗ này nè. Yep. Hắn đứng trước cái vực thì bye. Ngươi sẽ sớm theo chân những tên leader của ngươi thôi. Và Drow đằng kia biết không? Bà nằm rồi. Tên Hope Goblin nằm rồi. Còn ai nữa? À, còn cái bà British Goblin gì đấy à? Đoán xem. Rồi đúng rồi, ra chỗ cầu, chỗ có cái vực. Rất tốt, bay đi. Look at where the absolute love gone. Dead! Thanks for breaking me out. Gonna find me a new tribe. One that appreciates the old ways. Vậy tên này không... Tên này không theo absolute. Oh, vậy là nó không có con parasite trong đầu. Vậy thì tha. Lấy dao tiến lên phía trước, cô còn nhiều máu lắm. Boom. Chris. Critical hit. Giết trước tên này đi. Không tham quá. Không cố tham đánh tên nhiều máu. Chết. Gale hết tất cả các thứ rồi. Rồi cháu Gale về nhà đã. Kalak, đi cùng tôi nào. Chúng ta còn vài con goblin để giết. Và tôi cũng cần cô giúp bê bắt đầu. Chúng ta sẽ lấy tất cả cái đống thuốc nổ này đem về nhà. Cẩn thận, không được dùng. Tấn công nó là mình nằm đấy. A big man does not fit in a small hole. Thì mình sẽ biến thành người bé. Cái chùa đây. Đi, khá là rén khi mà mình đi một mình như thế này. Ogre. Wow. Bài. Cần nhiều người hơn nếu mà muốn đánh nó. Wow! The hell? Chuyện gì xảy ra vậy? Mình cầm cái đuốc. May mà đem hết bình thuốc nổ về nhà rồi. Không được ăn hành 8 đời. What's cooking? Ogre à? Kệ! Vào chơi! 4 thằng thì chắc không vấn đề đâu. Boom! Miss. Chúng ta cần đúng người đứng đúng chỗ. Kalak lên đây. Rage lên. Lấy dao nên đẩy hắn ra. Quá to. Will có thể đẩy hắn. Tốt, giải ngang Starion ra. Bây giờ các melee có thể tiến lên để đánh. Ra đây. Snake. Bắn. Homo. Đánh. Không cho nó turn. Cho nó turn mình mất máu mệt lắm. Đánh. Và cuối cùng là mình đã cho nó turn rồi. Còn gì có thể làm không? Bắn được phát nữa ấy hả? Còn nãy mình quên chưa bắn. Vậy đây là Lola của bà Priestess Gut. Đây là cái gì đây?
this some kind of puzzle? Chúng ta có thể thử gọi Shadowheart ra đây, xem cô ấy có biết gì về cái này không. Something over there. Ở đâu? Lever. Ok, classic. Không giải được puzzle trong D&D nên mình lăn cái xúc xắc để bỏ qua nó. 10 trên 10, authentic review cho Baldur's Gate 3. Hình như đây có thể là cái chỗ mà cái hội kia tìm cái gọi là cái Night Song ở dưới temple của Selune. Wow, sâu thế cơ à. Not the vilest any of us have seen of late, unfortunately. Ok, có vẻ đây là một khu vực khác rồi. Việc của mình là diệt cả cái hang ổ goblin mà. Ngó lên nào. Nhớ là ngoài này, yep, có thêm bọn nữa. Bây giờ mình sẽ đi triệt hết cái hang ổ goblin này để chúng không thể hoành hành trên cái vùng này nữa. Đây là cánh cửa đi ra ngoài. Có vẻ là bọn ngoài vẫn chưa biết. Turn based. Sẽ muốn lo bọn đánh tầm xa trước. 1, 2, 3 đứa này. Để cho Astarion lo bọn đánh tầm xa. Chalak sẽ bước lên một tẹo ở đứng đây. Vẫn chưa nhìn thấy. Bước lên đây một tí để cho Astarion có đường đi. Bắn tên này trước đi. Bless mọi người trước đã. Chạy lên đây. Trốn. Ném. Bước lên. Sợ gì bọn này. Rage. Mình không bao giờ chán được cái animation đấy. Mấy cái tiếng hét. Tiếc làm gì mấy cái phép. Dăm ba cái phép. Great Weapon Master. Reckless Attack. Hết rồi. Thì Will sẽ bắn vậy. Rồi. Bọn ngoài cửa vẫn chưa biết gì. Ủa đâu nữa vậy? Tên này bây giờ mày ngủ dậy à? Nằm đi nha nhai. I need to rest. The sunset can't come quickly enough. Astarion cũng vừa nói rồi. Vậy là mọi người muốn được đi nghỉ. Đây cũng là lúc thích hợp để cắm một cái trại đi nghỉ. Bởi vì cái bọn ở ngoài vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, vẫn chưa biết leader thế nào. Và để mà đánh được cái bọn goblin bên ngoài, mình nhớ là có rất nhiều con ở bên ngoài cái thành này, cùng với cả một con ogre nữa, thì mình sẽ phải chuẩn bị hết sức có thể. Long rest. Nghỉ ngơi để triệt nốt bọn goblin về sau. Lại nữa hả? I promised I'd be back. Don't worry. I have things under control. For now. You haven't been using the parasite's power. You think you don't need it. Không cần đó. But things haven't gone as you expected. You hoped a druid as powerful as Holsin might be able to remove your tadpole. But he couldn't. You're desperate to be rid of it. Understandable. But you're looking for solutions in the wrong places. Nghĩ ngơi là sao? Nói với ta ngươi là ai? Xem ta có thể tin tưởng được ngươi không? Ngươi chính là cái hình ảnh con nòng nọc đấy. But I'm an adventurer. Just like you. Just like you, I was infected with a mind flayer parasite. Just like you, I seek to be free of it. But to do that, we'll need to think beyond local healers. Your parasite is unusual. It is wrapped in magic that prevents its removal. Ông Hao Sen cũng có nói như vậy. The tadpole's magic is destroyed. Any attempt to remove it will kill you. You were lucky that Holsin knew this. His instincts are right. The parasites were merely a symptom of a greater sickness in Faerun.
ấy, hắn có vẻ là nói xấu đi về những con parasite, nhưng mà có tin tưởng những lời này hay lời hắn đang nói hay không, hay đây cũng chỉ là một trò dụ. Tại sao ngươi biết nhiều về Tadpole thế? I have kept a careful watch on the movements of the cult. Though the Absolute's aims are not yet clear to me, its methods are. These parasites are more than illicit spawn. They are vessels for control. The infected hear the voice of the Absolute and believe it to be a god. Có vẻ cái bọn ở Goblin và cái bọn leader của chúng nghĩ thế. That is how the cult of the Absolute is spreading. The highest of their rank, the true souls, carry a tadpole just like yours. It is how they receive their orders. It is what makes them obey. When the order to transform is given, it will not be a matter of days. They will be mind flayers in an instant. Were it not for my protection, so would you. Tại sao ta nên tin tưởng ngươi? Because we share a common cause and a common enemy. Tất cả những gì like you and I. I've been trying to escape from this evil for a long time. Once I almost succeeded. Now, through you, I've been given a new chance. You can go where I cannot, and I can protect you from that evil. If we work together, we may turn this around. Hells, they need me. I have to go. Tất cả những gì mà ngươi bảo là để ta tin ngươi toàn là lời nói cả, chưa có cái bằng chứng gì ở đây. Chuyện gì đang xảy ra ở đó vậy? I used to protect you. I stole it from someone. They want it back. I will hold them off for as long as I can. But sooner or later, I will be worn down. You must discover the source of the magic that controls the parasites before that happens. The cultists are gathering at Moonrise Towers. Use the powers your parasite gives you to convince them you are one of them. And when you find the source of their magic, destroy it. Go. Our freedom depends on it. To be fair thì cái câu chuyện mà tên này kể ra rất là nhiều chi tiết. Nó vẫn có thể là những lời nói dối, nhưng mà nếu mà nói dối đến mức độ đấy thì rất là khó. Thử xem các bạn đồng hành của mình có ai nói gì về cái đấy không? You know, I've been thinking. And I think there's something I should tell you. Nothing big or terrible, just a small little detail about me that hasn't come up naturally. It's just that I happen to be a... what's the best way to put this? A vampire. A vampire? Nhưng mà ông đi trong mặt trời suốt thời gian này mà. And by rights, I should be cinders, blowing in the wind. But something's protecting me. The same something that's kept us from turning into mind flayers, no doubt. But that's neither here nor there. What matters is everything's out in the open now. Because we trust each other. Có vẻ ông này đã tin tưởng mình đủ để nói cái bí mật này với mình. I categorically do not trust you. Tôi thì không thích cái giống loài của ông. Cái giống loài vampire. Nhưng mà thú thật là cho đến bây giờ thì ông vẫn giúp tôi rất nhiều. Ông chưa hại ai cả. Và chúng ta cũng cần nhau. Exactly. I knew I could rely on you. Just like you can rely on me. Now, was there anything else? Okay. Không có comment gì về cái giấc mơ hôm qua. Ta đã hết có gì không? I had another dream. Which I suppose means you did as well. Whoever's reaching out to us truly does seem opposed to the Absolute, but wants us to embrace the tadpole.
venture right into the heart of the cult. Perhaps we truly have a secret protector. Or we're walking into a trap. Another visit from the Golden Paladin. It said we'll get the answers we need about the tadpole if we infiltrate the cult. Yep, ông ấy cũng bảo tôi thế. Đây cảm giác như là một cái bẫy. Tôi không nghĩ là chúng ta nên tiếp tục nghe theo SO, cái người agreed. Green Visitor. A bit of shiny armor doesn't impress me that much. I don't want to get taken in by a pretty offer and pay the price later on. Bây giờ cô nghĩ gì? Another dream. Another order from that dubious visitor. It announced that we will find the answers we seek in the absolute cultist's lair and offered another generous gift. A persuasive creature. It tempts us with power, expresses its admiration, its adoration. Avert your eyes whenever it appears, and do not avail yourself of this new power, no matter how alluring. You've no idea what damage it could do to us, how far into illithid madness it could drag us. Cái đấy tôi đồng ý. Nhưng việc đến cái tòa tháp mặt trăng mọc Moonrise Tower cũng là thứ mà ông Halcyon nghĩ là mình nên làm để tìm ra nguồn gốc của cái này. Có thể là trong lúc đến đấy thì mình không dùng sức mạnh của cái tadpole con nòng nọc trong đầu thôi. Tôi không tin cái người khách trong mơ này, tôi sẽ không sử dụng với sức mạnh. Well chosen. Battles are won with swords, not mind games born of brainworms. And there will come a battle, of that I'm most certain. The one truth that fell out of the dream figure's cankered lips. Những cái giấc mơ này vẫn ở trong trí óc của tôi. Cô nghĩ là cái người kỳ lạ đó sẽ trở lại không? I had assumed our parasites served a Geich Elder, but I believe they serve a greater master still. Elder là cái não chủ của bọn Mind Flayer. Bọn nó được kết nối với nhau qua một cái não chủ với bộ não rất to trong lore của D&D. Nhưng mà cô này đang bảo là có vẻ họ thờ phụng một cái chủ nhân lớn hơn nữa. Tôi nghĩ cái Absolute này là cái master của chúng. Perhaps Absolute may be a mere pseudonym behind which this master hides. Whatever this voice, whomever this master, it dominates dreams and unites minds. Gail, cậu nghĩ thế nào? I've been dreaming of our enigmatic visitor again. She told me our purpose was to take on this cult of the Absolute, to infiltrate its ranks and bring it down from the inside. She even offered me greater powers, the result of some manipulation of the tadpole's psionic abilities. Given the magnitude of what we're up against, I see no harm in considering the benefit this offer might afford us. Gail, không. Be the only way to reach this source in one piece. Chúng ta đã ổn khi không có cái sức mạnh của con tadpole này, và chúng ta vẫn sẽ ổn. Đó. Mấy cái con nòng nọc này là một phần của vấn đề, không phải là cái cách giải quyết. Chúng ta không nên dựa vào nó. I admire the vigor with which you uphold your principles, but I would remind you that the evils of the Absolute are far greater than any moral compromise we might make by using our tadpole's full potential. Mà chúng ta không cần nó. Our existing capabilities is quite rousing though. Perhaps that spirited enthusiasm will be strength enough to subdue the cult when the time comes. Có thể, nhưng mà chúng ta vẫn không cần nó từ trước tới giờ. Và tôi thấy chúng ta là vẫn ổn. Chúng ta không bao giờ nên thỏa thuận với cái xấu. Không bao giờ nên dùng sức mạnh của cái xấu. Well, Warlock, Pact of the Fiend. Chúng ta không thỏa thuận với cái xấu. Chúng ta hại hộp nhân dân. Ok, tôi nghĩ là mình mới kiếm được rất nhiều đồ ma thuật. Có thể là anh sẽ muốn có một cái nào đấy. Approach to my problem is most encouraging, but it is a delicate process to keep my condition stable. I do not yet need to consume an item, but keep it close by. It will not be too much longer. Chưa cần à? Ok. Bây giờ để mà ra ngoài đánh nhau thì chúng ta sẽ cần đội hình như thế nào? Có rất nhiều những tên bắn cung thì mình sẽ nghĩ là mình sẽ dùng Karlak để chạy nhanh về đằng sau và xử lý bọn bắn cung đấy.
Kalak. Ok, những tên mà đánh cận chiến cùng với con ogre thì mình phải sử dụng. Khó đấy. Mình cũng có thể làm cái trò Barrowmancer như trong video 4 Halfling Barbarian for the memes. Actually, mình muốn chơi cái này theo kiểu bình thường, dùng các tài nguyên của mình hơn, kiểu thử thách chiến thuật bản thân một tí. Mình sẽ cần một cái phép kiểm soát của Gale để không cho các bọn cận chiến chạy thêm tới. Không, bước ra khỏi cánh cửa mà gặp ngay con ogre là rất bất lợi thế. Chúng ta cần một cách tốt hơn. Chúng ta có thể teleport dùng cái waypoint, cái làng, ngôi làng Blighted Village và chui vào lại. Chúng ta cũng có thể teleport ra cái waypoint ở ngay giữa hội goblin rồi trèo lên cao để đánh nhau. Mình nghĩ cách đấy là cách phù hợp. Astarion có thể sử dụng cái độ cao đấy. Chúng ta không cần Shadowheart. Shadowheart, cái bless của Shadowheart có thì tốt, nhưng mình cần các cái phép kiểm soát địa hình của Gale hơn. Join me. Chúng ta cần đưa cho Kalak khá nhiều potion để Kalak tank. Oh, Will cho Kalak mặc cái giáp này đi. Vậy thì Will sẽ mặc giáp gì? Will cần mượn cái giáp của Shadowheart actually. Will áo choàng, khiên, quần xì. Shadowheart tôi mượn cái. Shadowheart mặc tạm đồ ngủ đi. Ok, chúng ta sẽ teleport ra ngay giữa lòng địch và chúng ta sẽ chạy lên cao. Đó là kế hoạch. Sẽ có một vài ẩn số cho kế hoạch này, nhưng chúng ta cố gắng đi teleport Goblin Camp. Yep. Mục tiêu của mình sẽ là trèo lên chỗ này, chỗ cao để đứng. Chỗ này cũng là một cái góc cụt, hoặc là mình có thể trèo lên tận trên này. Trên này có vẻ ổn hơn. Còn nó dồn đến rất là nhanh. Gale sẽ là người chạy đến đây. Kế hoạch là như vậy. Hy vọng là bọn nó Attack of Opportunity trượt và Gale sẽ dùng Shield để đỡ các đòn Attack of Opportunity. Rồi, tốt. Gale cũng có giáp nên là không quá lo lắng. Astarion sau khi mà tất cả bọn nó đã chạy xong thì sẽ lấy cơ hội để chạy lên bên trên cầu thang. Rồi với lợi thế độ cao bắn xuống. Mình có thể assassinate tên này, bớt một kẻ địch. Bước lùi lại 1-2 bước để đỡ bị bọn nó đẩy xuống nếu bọn nó có trèo lên cùng. Will cũng sẽ chạy vào vị trí này. Nhảy được không? Không nhảy được. Chạy hơi lòng vòng một tí, nhưng không sao. Kalak ở ngoài không sao, vì Kalak sẽ đi cận chiến. Và sau khi tất cả mọi người đã chạy lên cái vùng này thì Gale bật web ở đây là một khu để bọn nó không chui vào được. Oh, Will sáng nay lại quên dùng Pact Weapon rồi. Thôi cũng được. Sẽ cố giết con này. Chúng ta nên dùng Hex hay là giữ Spell Slot cho Law of Darker. Hay hy vọng là chúng ta đủ đam giết con này có 7 máu thôi. Và chúng ta trượt nữa thì tệ quá. Bú bình. Hết turn. Bless. Rất nhiều đứa bắn cung. Mình sẽ có vấn đề với bọn bắn cung này. Kalak sẽ có vấn đề với bọn bắn cung này. Bọn chúng bắt đầu dồn vào một chỗ rồi. Tiger Heart. Lên. Tiger's Bloodlust. Chém cả hai đứa. Reckless. Có nên Reckless không actually? Reckless thì bọn nó dễ bắn mình hơn. Và ở đây có rất nhiều địch. Không nên Reckless vội. Đứng đây và tanh thôi. Bọn nó bắn được lên trên à? Lên trên bắn rồi trèo xuống. Trốn được không? Trốn được. Vậy thì trốn trước. Đánh tên này để các bạn kia cũng có thể trèo lên. Nó cũng Eldritch Blast. Cho Kalak. Muốn đẩy nó ra để cho Kalak. Ra Kalak có nên chuồn không? Kalak thực ra là muốn đến chỗ bọn bắn cung đằng xa.
Để đến được chỗ bọn bắn cung đằng xa thì phải có đường để chạy. Mà con ogre đứng đây thì khó quá. Vô làm cái máy chém đi. Xa quá nhỉ. Máy chém chỗ hai con đô con này. Đánh nó nhanh đã. Để Kalak có đường chạy ra đến chỗ bọn tầm đánh xa. Will sẽ chạy lên bên trên bắn cho tiện. Eldritch Blast các kiểu. Will cho một cái Grease vào đây cho bọn nó chạy chậm hơn nữa. Và Will cũng mò lên trên. Chém hai đứa. Dùng bonus action đập thêm con này phát nữa. Great Weapon Master baby. Nó còn 12 máu. Và sau Kalak phải vú bình rồi. Ngã đi, đúng rồi, ngã hết một lũ đi. Bây giờ nó nhìn lên hướng này thì không trốn được nữa. Chúng ta sẽ cố gắng giết con ogre này trong turn. Tốt, turn sau nó chắc chắn chết bởi cái máy chém. Dùng dash tạm đi. Dùng dash để trigger cái giày. Không nhớ cái giày làm gì lắm, nhưng mà thêm tốc chạy. Ogre đã chết, tắt máy chém đi. Để cho Kalak phát sau có thể chạy. Chạy ra chỗ bọn bắn cung. Gale và Will hãy cố gắng giết con này. Boom. Vẫn chưa nằm. Cứ tắt máy chém cho Kalak đã. Chúng ta có nhảy rất xa nên là chúng ta sẽ kệ bọn này nhảy đến chỗ bọn bắn cung. Đến đây chém vào lũ nào. Chém thế này chắc xuống được hai con. Tốt quá. Xử dần tất cả bọn bắn cung. Hồi này sẽ cần hỗ trợ Kalak. Hào. Có bắn được đến không? Không bắn tới. Chúng ta sẽ phải xuống dần. Vì ở đây là quá xa rồi. Bắn tên này chắc là hắn chết. Dash. Ra đây. Mình dash được rất xa. Chắc là vì nhờ cái giày. Chúng ta sẽ đứng tạm ở đây thôi ạ. Cần cứu Kalak. How? Có thể bằng cách này. Ta sẽ Misty Step lên đây và dùng Thunder Wave vào lũ này. Dính hết lũ này. Bay. Không có chỗ đứng trên cao nữa. Will có thể làm gì? Chạy xuống và bắt đầu Eldritch Blast bọn này. Hoặc thậm chí là bật cái máy chém chỗ này. Bật máy chém ở đây. Mấy thằng bắn cung cho an hành luôn. Mình có thể đẩy bọn kia vào máy chém này nữa. Hai tên đều hơi xa nhau một chút, nhưng vì mình có Fit Great Weapon Master, nếu mà mình có thể giết một tên trong lượt thì mình có thể dùng bonus action để đánh thêm một phát nữa. Tên ít máu sẽ giết trước. Sau đó chúng ta đến đây đánh tên lên còn lại với Great Weapon Master bằng bonus action. Reckless. Ra đây, vừa là né cái bọn bắn cung đằng này, vừa là để đứng tiếp cận đứa này, threaten nó. Con này bắt đầu mò ra chỗ Gale. Chưa có vấn đề, còn vài tên thôi. Hai tên này Gale có thể xử lý, nhưng mà Gale không thể xử lý tên đứng quá xa nên là để Astarion xử lý. Không advantage được. Thế thì chúng ta sẽ dùng các cái loại cung tên, cung lửa. Bắn vào đây là cái chỗ Grease này sẽ nổ, vì Grease vào lửa sẽ cháy. Ê, chúng ta đã có Omech Camel của Baromancer, vụ nổ nhỏ. Thunder Wave bọn này vào chỗ này. Mình muốn cả thằng đằng sau nữa nên là bước lùi lại một tí tẹo. Đẩy cả ba tên. Bay. Còn thằng này chưa bay. Rồi, còn bát này thẳng rồi. Will sẽ hỗ trợ đánh tên này. Kalak không cần phải Great Weapon Master, chém thường thôi, chẳng nào cũng chết. Với cái bonus action chúng ta vừa có vì vừa giết được người, ra đây đánh tên này cũng chả cần phải Great Weapon Master. Reckless. Một combat mà chúng ta có chiến thuật, có kế hoạch rõ ràng và thực thi kế hoạch đó một cách hoàn hảo. Không có ông Housen nào chạy ra trước.
làm hỏng kế hoạch. Oh, vẫn còn à? Đâu tên nào đấy? Anh bạn hôm nay là một ngày đẹp trời để anh bay. Bye. Bình luận thôi về mấy combat đấy thì cái combat đầu tiên đánh với bà Drow là căng thẳng nhất. Địch tràn vào hỏng đội hình và Gale thì nằm luôn. Hai combat sau dù ông Housing có bị phát hiện nặng kinh khủng phải carry Kong cả lưng, nhưng vì có lợi thế địa hình nên dọn dẹp cũng đơn giản. Còn cái combat cuối là cái combat mà mình tâm đắc nhất. Mặc dù số lượng kẻ địch áp đảo nhưng vì đã tính toán trước và phần nhiều mọi thứ đã đi đúng kế hoạch mà chúng ta đã dọn dẹp cả phần chân trước đầy goblin luôn. Ê! Trong buổi tối hôm nay, chủ nhật 27 tháng 8 này, lúc 9 giờ tối, mình sẽ làm một buổi live trực tuyến chạy side quest, các quest phụ. Vì quest chính của khu vực này trong game, đánh bọn goblin là đã xong rồi. Cùng tham gia với mình trong buổi live đấy nhá. Vậy là bọn mình đã hoàn thành mục đích của buổi hôm nay rồi. Làm đúng nhiệm vụ anh hùng nhân dân, tiêu diệt tất cả 3 tên leader của bọn goblin và dọn dẹp hang ổ của bọn chúng từ trong ra ngoài luôn. Tập sắp tới mình sẽ trở lại làng Druid và Tiefling để báo tin vui cho họ. Và cũng có một cái long rest spicy spicy. Tôi sẽ tìm cô khi mà mọi người đã đi ngủ rồi. Comment bên dưới bạn thích khoảnh khắc nào nhất, like nếu bạn thích nội dung này và subscribe để không bỏ lỡ các tập sau.